cái thời gian mình công hiến cho Gia Lai cũng là lúc nào là cũng hết mình ra sân thi đấu cũng như tập luyện, là mình đều chấp hành hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi mình đi khỏi Hoàng Gia Lai thì cái câu nói mà để cho Tuấn buồn nhất là cái câu nói mà ám chỉ cầu thủ ngày càng đứt dậy. Thì thật sự đó là câu nói rất là sốc, thì mình cảm thấy thật sự là tủi thân và cảm thấy thiệt thòi. Và có một câu chuyện nữa mà mình buồn hơn là khi mà mình về tới câu lạc bộ Bình Dương thì cánh cửa đội tuyển quốc gia nó khép lại với mình. Một số anh em cầu thủ rất là thân với mình ở trên Gia Lai, các bạn nó có bông đùa một câu: anh đừng bao giờ mơ lên tuyển nữa nhé. Thì đó là sau này mình nghĩ là phải có một cái tác động gì đó từ ai đó để cho cái cơ hội của mình đã bị dập tắt.